Thế giới game quả thực là hết sức mầu nhiệm, chỉ cần với một màn hình máy tính và một bộ cây PC trong tay là chúng ta đã có thể bước vào cuộc hành trình đến với những vùng đất mới, từ những thế giới cổ đại, những thế giới giả tưởng, những vùng đất xa xôi ở ngoài không gian, và cho đến những viễn cảnh thế giới trong tương lai. Và tất nhiên ở bất cứ đâu có ẩn dấu nền văn minh đều có những thành phố mọc theo sau đó. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua những thành phố ấn tượng nhất từng xuất hiện trong thế giới game nhé! Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi TechSpace. Nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày, thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá, đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để có thể nhận được khuyến mãi độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh DioMio nhé. Skyrim có rất nhiều vùng đất với những lối kiến trúc và lịch sử phát triển khác nhau, thế nhưng chỉ có duy nhất một nơi mà The Last Dragonborn sau những cuộc phiêu lưu dài có thể quay trở về cùng gia đình bên căn bếp lửa bập bùng, nơi những đứa con và người vợ đang chờ, đó là thành Whiterun, một nơi mà có thể được gọi là nhà. Whiterun được ví như trái tim của Skyrim với vị trí đắc địa nằm ở trung tâm vùng đất được bao quanh bởi một thảo nguyên rộng lớn với nguồn nước dồi dào từ dòng sông White River thuận lợi cho việc trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt cũng như việc giao thương hàng hóa. Chính vì thế Whiterun được coi là trung tâm buôn bán, trao đổi lớn nhất của Skyrim. Lịch sử hình thành Whiterun bắt đầu từ những năm tháng sau khi Isgrimmar và 500 anh em hoàn thành công cuộc thống nhất Skyrim. Họ đã chia nhau khắp bốn phương và khám phá từng ngóc ngách của vùng đất. Và trong quá trình này, họ tìm thấy một lò rèn kỳ lạ với ngọn lửa luôn cháy rực với sức nóng thì vượt trội hơn bất kỳ hoàn toàn lò rèn nào nóng nhất họ từng biết đến. Họ gọi lò rèn này là Skyforge và thành lập khu định cư xung quanh lò rèn này. Họ biến thân của một con tàu cũ thành một nhà sinh hoạt chung mà sau này trở thành đại bản doanh của hội Companion. Thành Whiterun được chia thành 3 quận dựa theo độ cao. Ở thấp nhất là quận Plains, trung tâm buôn bán trao đổi nơi đông đúc nhộn nhịp nhất với khu chợ trời và những cửa hàng đủ mọi loại hàng hóa. Ở nơi cao hơn là quận Winds với đại bản doanh của hội Companions và khu sinh sống của hai gia tộc lâu đời nhất là Battleborn và Greyman. Trung tâm của quận Winds là một vườn hoa nơi có một cây Guild of Green với những tán lá hồng màu nhiệm. Cao nhất là quận Clouds với pháo đài Dragonstrage là nơi sinh sống và làm việc của lãnh chúa. Pháo đài Dragonstrage được xây dựng và đặt tên để ghi nhớ công lao của lãnh chúa thành Whiterun, Olaf One-Eye, mà sau này với danh tiếng của mình đã trở thành High King của Skyrim. Theo như những câu chuyện được kể lại, lãnh chúa Olaf One-Eye đã đấu tay đua mua con rồng có tên là Numinex và sau đó bắt sống nó để giam giữ trong pháo đài của mình cho đến khi nó chết. Đầu của con rồng Numinex được lưu giữ như một chiến tích và được treo lên bức tường phía sau ngai vàng ở Dragonstrage cho đến tận ngày nay. Đến thời điểm hiện tại, đã hơn 2 thập kỷ kể từ khi Skyrim lần đầu được ra mắt, thế nhưng Whiterun vẫn đang đẹp hơn qua từng ngày, đến mức chả khác gì một tựa game AAA của tương lai. Tất cả là nhờ có những đôi bàn tay ma thuật của cộng đồng mod đông đảo và cực kỳ nhiệt huyết. 2. Athens, Assassin's Creed Odyssey. Dòng game Assassin's Creed từ lâu đã nổi danh với việc lấy bối cảnh và cải biên lịch sử một cách quá đà, thế nhưng cũng không thể phủ nhận dòng game giống như một cuốn phim tua ngược thời gian, đưa chúng ta du lịch vòng quanh thế giới từ Rome, Florence thời kỳ phục hưng, London thời Victoria, Paris thời cách mạng Pháp, cho đến Constantinople ở Tây Á, Ai Cập hay vùng biển Caribbean đầy nắng gió. Thế nhưng, cái tên xuất sắc nhất chắc chắn phải là thành phố Athens trong Assassin's Creed Odyssey, một thành phố không chỉ nguy nga tráng lệ mà còn vô cùng nịnh mắt. Athens được đặt theo tên của Athena, vị thần của tri thức và chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp, là một trong 4 kinh đô của thế giới cổ đại bao gồm Athens, Cairo, Rome, Tây An, vốn là cái nôi của những nền văn minh lớn. Con người đã sinh sống Athens từ 4.000 năm trước công nguyên, đến năm 416 và 429 trước công nguyên, Athens phát triển thịnh vượng, trở thành trung tâm văn hóa, kiến trúc và chính trị. Vào thời điểm này, khi nhân loại còn đang ở những bước tiến sơ khai, thì Athens đã có sự phát triển vượt bậc về hội họa, văn học, thi ca, kiến trúc, điêu khắc, triết học, thể thao. Rất nhiều nhà tư tưởng, chính trị gia, nhà khoa học lỗi lạc đã xuất hiện trong thời kỳ này mà di sản của họ để lại còn tồn tại mãi với thời gian như Plato, Socrates, Pericles, Sophocles, Aristotle. Tất cả kỳ quan một thời như đền Parthenon, đền Erechtheion, đền Hephaestus, đền Apollo, nhà hát Dionysus, nhà hát sân vận động Delphi, tất cả đều được tái hiện hết sức chân thực. Ngoài ra, với Discovery Mode thì Assassin's Creed Odyssey đang cho chúng ta thấy rằng việc học lịch sử chưa bao giờ đơn giản và hấp dẫn đến như vậy. 3. Gotham, Batman Arkham Knight. Một trong những điều đã làm nên sự thành công của Batman Arkham Knight chắc chắn không thể thiếu bối cảnh tăm tối của thành phố Gotham. Nó không chỉ rộng lớn hơn phiên bản Batman Arkham City ở mặt quy mô mà còn ở mặt hình ảnh.
Gotham của Arkham Knight có thể thấy là sự kết hợp rõ nhất những yếu tố tốt nhất của những phiên bản điện ảnh như Batman năm 1989 của Tim Burton, vốn dựa trên thành phố New York, khi mà Tim Burton cũng nói là ông xây dựng Gotham như một New York nhưng từ dưới địa ngục tràn lên từ vỉa hè, hay phiên bản The Dark Knight của Christopher Nolan, và trong những phiên bản đặc biệt mới nhất của DCEU lại dựa trên thành phố Chicago với vẻ gì đó thực tế. Cùng với đó là những cảm hứng từ comics để tạo nên một thành phố vừa hiện đại, vừa cổ kính, những căn nhà thiết kế bằng gạch đá xen lẫn những tòa nhà chọc trời hiện đại, những ngọn tháp cao với lối thiết kế hình gargoyle phong cách gothic giúp cho thành phố có sức sống, cũng như đã lực bỏ đi những bí ẩn xoay quanh thành phố như câu chuyện về một con quỷ rơi Bart Bartos lấy cả thành phố và biệt tấu nó thành một easter egg thú vị. Gotham của Arkham Knight cũng như comics đều ghi danh Cyrus Pinckney, người đã đưa ra thiết kế đậm chất Gothic, một kiến trúc sư đã cùng thẩm phán Solomon Wayne xây dựng nên cả một Gotham như chúng ta đã biết từ những năm cuối của thế kỷ 19. Tuy nhiên, ông tổ được vinh danh vì đã đưa Gotham trở thành một thành phố cực thịnh là ba người tên Alan Wayne, Theodore Cobblepot, Edward Elliot, theo thứ tự là tổ tiên của Bruce Wayne, Batman, Oswald Cobblepot Penguin và Thomas Elliot Hush. Bọn họ đã xây dựng ba cây cầu lớn bắc qua sông Gotham chia cắt thành phố với đất liền để mọi người có thể dễ dàng đi vào thành phố, mở rộng đường thông thương trên bộ. Có thể nói, Gotham chính là thành phố thứ hai sau New York của bờ đông với rất nhiều yếu tố thiên thời địa lợi để thành một khu vực có yếu tố chiến lược, một nơi hoàn hảo để thực hiện giao thương đường thủy, một thành phố công nghiệp, thương nghiệp, phát triển thuộc hàng đầu của DC Universe và là thiên đường cho tội phạm của những âm mưu đen tối. 4. Buccleuch, Witcher 3. Buccleuch là thủ đô của vùng đất Two Saints xinh đẹp, miền đất hứa thời Trung Cổ. Khác với màu sắc tối tăm ảm đạm của phương Bắc, Buccleuch hiện ra như một câu chuyện cổ tích với non nước hữu tình, những lâu đài nguy nga trong nắng ấm, những lễ hội, những hiệp sĩ hào hiệp trong những bộ giáp sáng bóng và là một nơi của rượu và tình yêu. Văn hóa nơi đây là một sự phối hợp những nét đặc trưng của nhiều quốc gia ngoài đời thật, với cánh đồng hoa và cối xay gió của Hà Lan, nên ẩm thực và văn hóa rượu thuộc hàng tuyệt đỉnh của Ý, và con người đậm chất Pháp với cái cách cư xử dài dòng văn vẻ đến hài hước. Hãy thử một lần thong dong trên lưng ngựa, ngắm nghía cảnh đẹp trong âm nhạc đậm chất sử thi, ngắm nhìn văn hóa con người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội, chà, quả là một nơi tuyệt vời. Dù sao thì ngoài những vấn đề như rết khổng lồ, cây ăn thịt hay ma cà rồng ra, thì Buccleuch có vẻ là một nơi cực kỳ đáng sống. Trước khi đến với cái tên cuối cùng, thì hãy cùng chúng mình điểm qua một vài thành phố cũng rất đáng chú ý, thế nhưng rất tiếc sẽ không xuất hiện trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay nhé. Columbia và Rapture trong quá khứ, Bioshock Infinite, Lando, Elden Ring, Los Santos, GTA 5, Anno Londo, Dark Souls, Grand Soren, Dragon's Dogma. Và cái tên cuối cùng, Night City, Cyberpunk 2077. Cyberpunk là một nhánh con thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, với những đặc điểm nổi bật là mô tả một xã hội loài người trong tương lai gần, nơi công nghệ phát triển vượt bậc, nhưng đi kèm với đó là sự suy thoái, xuống cấp và lối sống đạo đức con người có thể mô tả ngắn gọi lại là High-Tech, Low-Life. Cyberpunk 2077 không phải là tựa game đầu tiên và duy nhất khai thác bối cảnh vô cùng hấp dẫn này, thế nhưng có thể nói tựa game đã cho chúng ta thấy một thế giới Cyberpunk quá sức hấp dẫn và tâm điểm là thành phố Night City. Night City hay còn được biết đến với cái tên ban đầu là Coronado City, là một thành phố ở vịnh Del Coronado bờ Tây nước Mỹ. Nó được Richard Knight thành lập với sự giúp đỡ tài chính của những tập đoàn khổng lồ như Arasaka, EMB và Petrochem, với kỳ vọng sẽ trở thành một thành phố không tưởng, một utopia, thánh địa kinh doanh và là hình mẫu cho những thành phố nước Mỹ noi theo. Thế nhưng thật đen đủi, hoặc có thể là may mắn, ông đã bị ám sát trước khi kịp nhìn thấy đứa con tinh thần của mình bởi sự căng thẳng giữa các tập đoàn trong quá trình phát triển. Để tưởng nhớ ông, người ta quyết định đổi tên Coronado City thành Night City. Những năm tháng sau đó, Night City chìm trong hỗn loạn, các siêu tập đoàn tranh giành nhau quyền thống trị, các băng đảng tội phạm liên tục cạnh tranh địa bàn và thành lập những thành lũy riêng của mình. Lực lượng cảnh sát thành phố chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa. Night City còn khá rộng, bao gồm 6 quận và vùng hoang mạc bọc xung quanh nó được gọi là Badlands. City Center, trung tâm thành phố và là trái tim của Night City, nơi quy tụ những tòa nhà cao chọc trời với các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, nổi bật nhất là khu downtown với rất nhiều văn phòng cũng như là các căn hộ sang trọng, khách sạn 5 sao và nhiều nhà hàng phục vụ đủ món ăn hấp dẫn. Watson nổi tiếng là một trong những quận nghèo nhất thành phố, với nhiều nhà máy công nghiệp và nhà máy bị bỏ hoang hoàn toàn. Thế nhưng những ẩn sau đó là một thị trường chợ đen lớn nhất ở Night City, nơi mà ai cũng có thể tìm thấy thứ mình muốn từ cấy ghép nội tạng, steroid và nhiều thứ khác. Westbrook là tụ điểm ăn chơi số 1 của những kẻ muốn đốt tiền. Đây cũng là nơi tập trung các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu như chủ tịch của những công ty khét tiếng, chủ các ngân hàng tỷ đô với những chiếc xe hơi sang trọng, biệt thự riêng.
Pasifia đã từng là khu du lịch nghỉ dưỡng với những bờ biển cát vàng, khách sạn sang trọng. Khu vực này giờ đây chỉ còn là nơi sinh sống của những người vô gia cư bị bao trùm bởi nghèo nói, bạo lực và các băng đảng. Santo Domingo. Santo Domingo là một trong những quận lâu đời nhất ở Night City. Thế nhưng, ở hiện tại, Santo Domingo lại trở thành bãi thử nghiệm cho các dự án công nghiệp và là một trại tị nạn cho hàng nghìn cư dân muốn tìm nơi trú ẩn. Night City có lẽ đúng như với cái tên của mình, thành phố đẹp nhất về đêm. Hãy thử thả mình vào sau vô lăng lái xe quanh thành phố, trong không gian tràn ngập những ánh đèn neon, những bài hát đánh sâu vào cảm xúc người nghe. Chắc chắn các bạn sẽ ngay lập tức bị cái thế giới đầy mê hoặc này hớp hồn và chinh phục. Trên đây là những thành phố ấn tượng nhất từng xuất hiện trong thế giới game mà mình biết. Bạn cảm thấy ấn tượng với thành phố nào nhất, hay còn có cái tên thú vị khác nào chưa xuất hiện không? Hãy để lại cho chúng mình biết thêm trong phần bình luận nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất sớm thôi.